Xin tất cả hãy dừng lại hết đi, dừng lại hết đi, đừng gây chi tiếng điều sóng gió. Hãy để cho xe tân anh được nằm yên dưới nắng mồ. Còn linh hồn thì nhẹ nhàng thanh thản về cõi Tây Phật Di Đà tiếp dẫn cho anh võ văn quang pháp danh tâm giác. Được nương tựa đạo vàng mà giải thoát siêu sinh. Không vướng nợ trần gian, không còn vương vấn nơi hồng trần, chỉ để thêm buồn thêm đau khổ. Khi chứng kiến hoàn cảnh này, ai không rơi lệ cùng mà anh. Xin hãy để danh thương mà anh đã gây dựng suốt cả cuộc đời bằng nước mắt mồ hôi và máu tim mình. Dù phải trải qua bao tháng ngày cô độc, anh rơi lệ một mình nào ai biết. Tình yêu bất diệt, yêu sân khấu, yêu khán giả và yêu cả gia đình. Xin hãy vì anh mà đừng tạo thêm sóng gió đau lòng. Thương người đang nằm dưới mồ sâu thì hãy chung lòng xích lại gần nhau. Hãy như ngày nào khi còn có đừng vì lợi danh và đừng vì hai chữ kim tiền. Đời vô thường nào ai biết. Hãy sống thuận hòa để xứng đáng là gia đình của anh. Ôi chứng kiến cảnh đau lòng này, hỏi ai không xót thương cho anh khi xác thân vẫn còn vẹn nguyên đang nằm yên dưới đáy mồ.
Người đời nghĩ sao khi những người anh đã từng yêu thương đùm bọc chở che nay lại quạnh mặt quay lưng mà tạo ra sóng gió gia đình. Hỡi những ai còn nhớ thương anh hãy dừng lại đi nào, hãy cùng nhau chung tay tạo phước để hương hồn anh hướng theo phước đó mà mau được giảng sanh. Cuộc đời anh sống hiền lành giản dị dễ thương, hãy nêu gương đó để anh yên lòng về đất Phật. Tìm tốt danh tôn xin đừng ai khuấy, đột hại dập tắt ngay ngọn lửa sân si đang bùng. Gió, gió kia, gió 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 đâu đứng xin cũng trôi bao điều đi ghét ganh làm thay đổi con người. Đừng đừng nên nóng nổi làm mất đi tình thâm, hãy nên dung qua tránh đi bao thị phi. Cuộc đời anh sống trong bình yên, yêu thương cháu con, yêu thương anh em đồng, thì hãy xin vì anh mà bình tâm. Xin tất cả hãy vì anh mà cùng nhau đùm bọc chở che yêu thương. Đừng ai trách ai mà hãy nương vì nhau cùng sẻ chia nỗi đau mất đi người thân. Bơ 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 cơn gió đôi lời cho nhắn gửi, xin giữ gìn đừng làm mơ phai trong tim bao người. Anh mãi luôn là anh, tương sáng lưu danh muôn đời sau. Ông Hoàng Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Xin tiếp dẫn hương linh của anh Võ Văn Quang, pháp danh Tâm Giác, về Tây Phương Cực Lạc.
ngày anh đi. Bao người yên ngã thương. Rừng, 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 giọt nước mắt tuôn trào, ngày sĩ ra tay khán giả khóc ma nơi mong được về đây. Hôm nay đúng 100 ngày anh lìa xa dương thế, xa người thân, xa anh em đồng nghiệp, xa ánh đèn sân khấu,
xa những giai tù bất hữu, và nhất là anh xa những khán giả yêu thương trong và ngoài nước, mà lúc nào họ cũng nhớ và tiếc thương anh vô hạn. Anh Năm ơi, em nhớ anh. Đêm trắng đêm nhớ anh, nhớ về kỷ niệm những ngày năm tháng đã bên anh chung một sân khấu. Ta cùng nhau hát vào những giai tuồng, lòng em luôn nhớ nhớ thương anh, mắt tuôn lệ trào. Đêm tiếng mưa nhớ anh, nhớ người đã luôn vững đờ cho em tiến xa hơn trên đường tương lai. Nghĩa anh đó em khắc ghi nguyện một lòng, sẽ luôn nhớ nghề anh truyền. Tội hồn giao dài qua từng tiếng nhạc lời ca, bơm ánh đèn trên sân khấu quyền diệu. Anh là phù say, còn em là ngủ tử. Bãi nữ im ngay chớ lanh mồm, to gan mà liều tướng đến ngô sẽ tan đời. Chưa vào cung cấm mi nó lộng hành đi giáng ta và vua, thân là việc bán khinh lờn, thiên tử truyền ban giết hay giặc thù. Dương quyền quy vô ai cũng một quy khen đúng hay là sai, riêng nàng tâm ngại phơi bày. Ta thích làm sao mỹ nhân gì cao. Bà hỷ, ngươi đã nhận hối lộ của chúa tôi Diệt Quốc, người đã mờ trí óc bởi lòng tham. Thầy ti là ca kỹ Diệt Băng, Hà Khấu không thể nào sánh ngang hàng với nó. Tướng phụ, ta nể tướng phụ là công thần khai quốc, nhưng đã bao lần ông muốn phế Tây Thi. Được, ngày mai này giữa chốn triều nghi, ta xác chỉ Tây Thi là Ngô Hoàng quốc mẫu. Đại vương vạn vạn ơi, đại vương, riêng A Khấu ta rút lại lời gia phong quận chúa, nhưng phải vào cung hầu hạ Tây Thi. Thái tể, dạ, chuyên cận vệ cung vi đúng một tuần trăng, phải hoàn thành điện các Cô Tu Đài, chọn ngàn nhạc công nổi tiếng nhất Ngô Bang, xây thang vàng âm điệu đường quốc ca, đặt giữa quán hoa cung cho Tây Thi thượng ngự. Tôi là đại vương, thế là đàn áp cả Ngô Bang. Nếu ai còn ý thị gian can, quân pháp bất dị thân, dù kẻ đó là hoàng thân quốc hết. Đại vương, ôi lệnh truyền bán ra tiếng nói gian xa, thần thái quy nghi như một vị đế vương, làm sai nắm biết bao người một điều.
Tổ nghiệp đã ưu ái ban cho anh một sức hút mãnh liệt quyền diệu như một ông hoàng trên sân khấu mà người nghệ sĩ ai cũng thầm mơ có được ở trong nghề. Tiếng cười của anh làm gian dối cả khán phòng. Trong giai ngô phù sai nghĩa tử mà anh em mình cùng sông diễn bên nhau. Rồi khi bức màn nhúng vừa khép lại, những chàng pháo tay như muốn dở tung, những tiếng reo hò réo gọi tên anh vũ linh mãi đỉnh. Dù toàn thân đang ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn nở nụ cười để đáp lại tình yêu của khán giả. Cuộc đời anh giữ tròn trong trái tim, nghĩa tình của người mù đều muôn phương dành cho anh biết bao yêu thương mặn nồng. Dù có đi về nơi phương trời xa thăm, luôn khắc ghi ân tình bao năm có nhau, nhưng đến nay cánh xa thì rồi chiều người thương. Làm sao quên được mình cùng diễn bên nhau trong giờ vũ áo bụi đời. Em dai hay mèo, còn anh dai sơn xì kẻ. Anh nhập vai quá xứng thần, anh diễn mà như không diễn, khiến nhiều khán giả lầm tưởng là anh ngoài đời cũng ghiền xì kẻ luôn. Rồi đến cảnh anh và chị Thanh văn tâm ngoài công viên, anh than đói bụng, lập tức sân khấu đầy đồ ăn của khán giả. Nào là bánh mì, bánh bao, bánh ngọt, bịch trái cây và những chai nước uống. Ôi tình người mẫu điệu với anh sao quá gần gũi dễ tư. Rồi em còn nhớ mình diễn chung tuồng Tình Sử Dương Quý Phi. Anh trong giai Đường Minh Hoàng uy nghi lộng lẫy mà đã tình. Ôi bàn tay điêu luyện và những ngón tay huyền hoặc ấy, anh cầm bút lên để kẻ mài cho quý phi. Nét đã tình hà của một vị đế dương. Anh khiến cho bạn diễn yêu mình, lòng ngực ngày hà bơi như đàn cõi tiên á bông. Cánh tay dịu dàng hà, anh cầm bút nâng lên, tay gió nhẹ nhàng à,
lá lướt những vũ điệu thần tiên. Ôi tuyết rơi hà hà, có mấy ai sánh bằng. Dòng ca quá dễ thương, thanh sắn anh vẹn toàn. Mà tổ nghiệp đã ban cho hôm nay đúng 100 ngày dẫm anh. Mà em tưởng chừng như mới hôm qua, khán giả khắp xa gần trong và ngoài nước vẫn còn tiếc thương anh vô hạn. Họ thể hiện tất cả tình cảm bằng những hoa kiển thật tươi, những hình ảnh thật đẹp ghi lại những vai diễn huyền thoại của anh, với những dần thơ tràn đầy ý nghĩa để ca ngợi cuộc đời anh, rồi trang nghiêm đặt trước mộ phần. Ôi ngôi nhà mới của anh rực rỡ lung linh như một sân khấu. Anh là một hiện tượng kỳ lạ mà trăm năm có một. Dù anh đã nằm yên nơi đó, nhưng người mộ điệu vẫn yêu thương và tôn anh như là một ông hoàng. Gia đình nuôi ta lương, khán giả cho ta danh, vũ linh nguyện tha thiết khắc cốt và ghi tâm. Ba nhà nhớ mãi tự kỳ, lời ca tiếng hát như người còn đây. Trăm năm sân khấu vẫn mãi lưu truyền, vang lừng tên tuổi ông hoàng vũ linh. Ngân nga điệp khúc ba triệu người yêu mến ông hoàng cải lương. Trăm năm trong cõi người ta, mấy ai có được như ông hoàng vũ linh. Ba gửi trao về con. Cuộc đời ba trải bao thăng trầm lúc khi còn thơ, rồi buồn ba khắp miền sông nước dấn thân theo nghề. Nghiêm cầm ca mấy ai bước vào sứ vui phong sương kiếp tâm phải nhá tự dâng cho người. Lệ sầu rơi đượm thâm, mà người đời ai hay ai từng trắng
ba gấm chuyện đời mình. Con ơi, kiếp phong trần trả hết nợ áo cơm, ba thanh thản trở về nơi lạc cành. Xin gửi lại trần gian mấy mươi năm với cuộc đời sương gió hơn nửa đời trải mang nặng kiếp con. Chút mảnh tàn hơi là hết chuyện thương sâu, ba như kẻ lạc xuống miền dương thế, nay trở về nẻo đồng đào nguyên. Nhìn dáng mây hồng tưởng tiếc tuổi qua niên, đã mấy mươi năm lưu lạc ngoài hồng trần, suốt cuộc đời lấy da làm chân, gửi cả tâm hồn cho anh đèn sân khấu. Biết bao ân tình, biết bao tâm lòng, trọn đời ba luôn ghi nhớ. Khán giả gần xa, người người yêu mơ
trong lời ca qua những giai điệu ghi khắc vào tim với bao kỷ niệm nghĩa tình người mồ điệu muôn phương làm sao trả hết đáp tạ ân kia chỉ đem tiếng hát dân đời ba đã từng đón lấy những đài hoa danh vọng mà khán giả tân thương đã bình chọn cho mình nhìn những tấm huy chương ôi sao xúc động nghẹn ngào giác tim óc hiến dâng cho nghệ thuật nay đã được đáp đền bằng sự tôn danh người ta tung hô ba là ông hoàng cải lương hồ quảng có tam cung lục diện có biết bao cô đào xinh đẹp nhưng khi bước màn nhung khép lại giấc ngủ đêm về ba cô đọc một mình ba con gái của ba ơi ba biết là ba không còn ở gần bên con bao lâu nữa nên ba ngồi một mình ba viết tâm thư gửi cho con như là những lời nói sau cùng con yêu xa thế gian đừng nên khóc than đời ba chẳng muốn thấy con tuôn rơi dòng lệ hai mỉm cười như lúc con còn thơ để hồn thanh thản tới mây bay về là cành lìa xa thế gian xa người con ở nơi dương trần mồ côi tình thâm con thật nhiều thương những ngày con thơ mẹ con số trắng mày nhìn con cha xót xa sớm gánh chiều trong cánh xa mẹ từ đây ôm con ba xin hứa trong lòng đêm ngàn yêu thương bồ đắm thay
Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, nhìn con lớn khôn với nụ cười dễ thương, dám đứng tương đi giống ba như ta. Ba hạnh diện với mọi người khi quen con gái của ba cũng xinh đẹp và hiền ngoan như công chúa ở cung. Và ba mãi mê với nghệ thuật nào biết rằng con đã lớn khôn rồi, đã trở thành một thiếu nữ cũng muốn được nũng nịu nuông chiều và tâm sự cùng ba. Trong khi ba thì ngày đêm cứ mãi chạy theo sự nghiệp, sáng thì ở phòng thâu, tối thì đến rạp hát. Nhiều khi cả mấy tháng trời cha con không gặp, khi ba về con đã ngủ, còn con dậy thì ba đã đi rồi. Rồi ngày kia con giận ai không nói, bỏ trốn ra đi, tuổi đời vẫn chưa thành niên, phải cô đơn một thân gái giữa nơi Sài Thành, làm cho ba tâm hồn đảo điên đi khắp nơi tìm con. Gian giấy trời cho con tôi được bình yên, con có biết rằng tình ba thương con như biển trời lay lắc, dù vật chất tư danh làm sao sanh cho bằng. Vì con ba có thể đánh đổi cả mạng sống của mình, ba và ba thân con chạy đi tìm khắp chốn, và con cây nhờ người thân quen tìm mộ giùm ba. Ngày gặp lại con nỗi mừng vui khôn xiết, ôm con chặt vào lòng ôi niềm hạnh phúc trào dâng. Con ơi đừng bỏ ba giữa dòng đời hiu quạnh, con là người mà ba yêu thương nhất ở trên đời. Ba biết là thời gian nơi cõi trần không còn bao lâu nữa, đây là di nguyện cuối cùng ba gửi lại cho con. Ngôi nhà mà ba tạo dựng bằng mồ hôi và nước mắt, nay ba để lại cho con cố gắng giữ gìn làm nhà từ đường, để phụng thờ tổ tiên ông bà và các bác nha con. Còn mảnh đất ba dành dụm bấy lâu nay ba cho con, nếu khi nào cần con hãy bán đi, lấy tiền làm vốn để xin nhai. Ba để lại cho con một tài sản vô giá, đó là tình thương yêu của khán giả xa gần. Con ơi tay ba đã rung, mắt ba đã mờ, ngày ra đi không còn xa nữa, nơi Phật giới ba sẽ độ cho con bình yên hạnh phúc bên cạnh chồng và những đứa con ngoan.